Công an Hà Nội chiêu mộ cựu cầu thủ Arsenal. Trong danh sách đăng ký cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội lên ban tổ chức V-League 2023, đội chủ sân hàng đẫy đã gạch tên Somu Fred. Cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của đội bóng này trước Bình Định tại vòng 1. Somu Fred dính chấn thương đầu gối sau trận đấu với Bình Định nên đã vắng mặt ở trận thua 0-2 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Hà Nội FC tại vòng 2 V-League 2023. Do đó, ban lãnh đạo đội bóng này đã đăng ký ngoại binh thay thế là Elton Monteiro. Elton Monteiro sinh năm 1994 có chiều cao 1m92. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal. Tuy nhiên, anh chưa có cơ hội thể hiện tài năng ở đội 1 và liên tục được đem cho mượn. Trong sự nghiệp của mình, Elton Monteiro đã chơi bóng cho Club Brugge, Braga B và một số câu lạc bộ ở Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ cũng như Bỉ. Theo định giá, Cầu thủ mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha có giá trị 300.000 euro.